Xin được gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị khán thính giả của đài truyền hình Việt TV đang đến với chương trình tin tức buổi tối cùng với anh Khang và Kiều Trâm. Xin chào anh Khang và xin chào quý vị. Thưa quý vị, mở đầu với chương trình tin tức buổi tối là những sự kiện chính đã diễn ra trong ngày. Pháp cân nhắc việc cấm nhập cảnh từ Anh. Belarus bắt giam chồng của lãnh đạo đảng đối lập Svetlana Tsikhanouskaya. Singapore sẽ để nhân viên quay về công sở vào năm tới. Tổng thống Biden sẽ đến Kentucky để thị sát thiệt hại do lốc xoáy. Không quân Mỹ sa thải 27 binh sĩ không chịu chích ngừa COVID. Và sau đây như thường lệ sẽ là phần thông tin chi tiết được mở đầu từ Kiều Trâm với bản tin thế giới. Thưa quý vị, bản tin thế giới cho biết Pháp hiện đang cân nhắc việc cấm nhập cảnh từ Anh. Giới lãnh đạo Pháp Quốc hiện đang cân nhắc việc hạn chế du khách đặt chân vào lãnh thổ từ Anh Quốc do tại đây đang xuất hiện chủng virus biến thể Omicron vốn có tốc độ lây lan nhanh hơn những biến chủng khác. Loại COVID-19 này đồng thời không đáp ứng tốt với vaccine, đòi hỏi người dân phải chích thêm liều phụ trợ nhằm tăng cường lượng kháng thể chống COVID trong người. Phát ngôn nhân chính phủ Pháp Gabriel Attal cho biết, chính sách hiện tại yêu cầu du khách hoặc người dân trở về từ Anh Quốc phải xét nghiệm âm tính trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, các điều khoản có thể bị thắt chặt sau khi có ít nhất một người qua đời vì biến chủng này tại Anh. Belarus đã bắt giam chồng của lãnh đạo đảng đối lập là Svetlana Tsikhanouskaya. Kính thưa quý vị, một tòa án của Belarus mới đây vào ngày thứ Ba 14 tháng 12 đã tuyên bản án 18 năm tù dành cho Đức Lang Quân của lãnh đạo đảng đối lập, tức là bà Svetlana Tsikhanouskaya, vì tội danh kích động bạo lực qua việc tổ chức các cuộc biểu tình chống đối chính quyền nhằm mục đích gây áp lực yêu cầu Tổng thống Alexander Lukashenko phải rời đi. Hãng thông tấn Belta vào cùng ngày cũng cho biết chồng của bà Svetlana, tức ông Shihadir Tsikhanouski, trước đây cũng từng bị bắt vào tháng 5 năm ngoái khi đang chuẩn bị tham gia tranh cử tổng thống. Ông là một blogger nổi tiếng. Đích thân bà Svetlana đã ra tranh cử thay thế cho chồng mình. Tuy nhiên, chiến thắng vẫn thuộc về ông Lukashenko. Nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra vì người dân cáo buộc ông Lukashenko đã gian lận bầu cử. Singapore sẽ để nhân viên quay về công sở vào năm tới. Thưa quý vị, chính phủ Singapore theo dự trù là sẽ cho phép 50% nhân viên đang làm việc tại nhà quay trở về văn phòng bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng năm 2022 sắp tới. Vì những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên phần lớn người dân đều phải ở nhà trong suốt hơn một năm qua. Và theo lời của Bộ trưởng Thương mại Gan Kim Yong, điều này đã cản trở rất nhiều tới phẩm chất công việc vì nhiều dự án đòi hỏi các nhân viên phải họp hành trực tiếp với nhau. Giữa lúc người dân đang lo ngại về biến chủng Omicron, chính phủ đang khuyến khích mọi người nên chích liều vaccine phụ trợ vì nghiên cứu cho thấy hai liều vaccine trước không đủ khả năng chống lại những thay đổi của dịch bệnh hiện nay. Đã có 7 di dân bị thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông tại Hungary. Kính thưa quý vị, ít nhất 7 người được cho là đã bị thiệt mạng và 4 người khác hiện đang bị thương tích nghiêm trọng sau khi một chiếc xe hơi mang biển số của Siberia chở theo những người nhập cư bất hợp pháp lao trúng một ngôi nhà tại Hungary vào cuối ngày thứ Hai 13 tháng 12 vừa qua. Truyền thông địa phương đã dẫn lời một nguồn tin từ sở cảnh sát cho biết viên tài xế đã cố tình vượt qua trạm kiểm soát giao thông khiến xe gặp nạn tại làng Murahalam gần đường biên giới giáp ranh giữa hai quốc gia. Vào lúc bấy giờ, trong xe đang có 10 di dân lậu với mong muốn vượt biên sang Tây Âu. Viên tài xế lái xe đã bị bắt, đồng thời đang phải đối mặt với hàng loạt tội danh từ gây thương tích cho đến buôn người. Động đất mạnh 7.5 độ Richter đã xảy ra tại Indonesia. Thưa quý vị, một trận động đất với cường độ lên tới 7.5 độ Richter vào thứ Ba 14 tháng 12 đã làm rung chuyển mạn đông Indonesia, buộc chính phủ phải ban hành lệnh cảnh báo sóng thần. Tuy nhiên đã thu hồi không lâu sau đó, khiến cho nhiều người dân bỏ chạy hoảng loạn tại trên đường. Tính cho tới nay vẫn chưa có báo cáo chi tiết về số người bị thương hay gặp nguy hiểm tới tính mạng. Như hình ảnh do đài truyền hình địa phương cung cấp vào cùng ngày đã cho thấy cảnh tượng nhiều tòa nhà bị hư hại sau khi người dân đổ ra đường tại tỉnh Sika of East Nusa Tenggara. Lệnh cảnh báo sóng thần đã có hiệu lực tại thị trấn Maluku và South Sulawesi sau khi động đất được ghi nhận tại độ sâu 7 dặm dưới lòng đất với tâm chấn cách Larantuka vào khoảng 70 dặm đường. Biểu tình phản đối lệnh cấm COVID-19 tại nước Đức
Kính thưa quý vị, bản tin thế giới ngày hôm nay cũng cho biết những hình ảnh do người đi đường quay lại vào ngày thứ Hai 13 tháng 12 vừa qua đã cho thấy cảnh tượng cảnh sát đang áp giải những người biểu tình lên xe sau khi đám đông đang xuống đường phản đối lệnh cấm coronavirus tại Đức Quốc. Nhằm để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, đặc biệt là chủng virus biến thể Omicron có nguồn gốc từ Nam Phi, chính phủ nước Đức đã tuyên bố sẽ thắt chặt nhiều chính sách phòng bệnh. Hiện tại, Đức Quốc đang được mệnh danh là một trong những quốc gia Tây Âu bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với tỷ lệ lây nhiễm tăng gấp đôi ở trẻ em. Được biết, vào đầu tháng này, thì quốc gia này còn cấm tất cả những người chưa chích ngừa lui tới các cơ sở thương mại không quan trọng, ngoại trừ việc đi chợ, khám bệnh và mua thuốc men. Bản tin Á Châu nối tiếp cho biết Indonesia đã bắt đầu chủng ngừa cho trẻ em từ 6 tới 11 tuổi. Giới lãnh đạo Indonesia vào thứ Ba 14 tháng 12 đã bắt đầu cho phép trẻ em từ 6 tới 11 tuổi chủng ngừa vaccine phòng chống COVID trong bối cảnh ngày càng có nhiều người nhiễm bệnh tại quốc gia có đông dân theo đạo Hồi giáo này. Đây đồng thời là quốc gia đầu tiên cho trẻ nhỏ chủng ngừa COVID trong khu vực Đông Nam Á. Truyền thông địa phương dẫn lời một nguồn tin từ Bộ Y tế cho biết rằng có khoảng 100 trẻ em trong độ tuổi cấp sắp tới trường được chủng ngừa tại thủ đô Jakarta bằng vaccine do công ty Sinovac của Trung Quốc bào chế. Và trong vài tháng sắp tới, chính phủ hy vọng sẽ có 26,5 triệu trẻ em được chích vaccine. Vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.